Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung chủ trì buổi làm việc với quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị. 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận thực hiện đạt trên 79% kế hoạch thành phố giao, giá trị tăng thêm VA trên địa bàn theo giá so sánh 2021 là 8.344 tỷ đồng. Giá trị nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 66,9% kế hoạch năm 2021. Tổng giá trị giải ngân vốn từ đầu năm cho đến nay đạt 35,17% kế hoạch vốn thành phố giao. Quận chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Sau khi thực hiện chuyển tiếp thí điểm chính quyền đô thị, cán bộ công chức người lao động, quận phường luôn chủ động trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ, nên công việc không có sự gián đoạn, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đề nghị quận tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận, đồng thời thực hiện khẩn trương kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo quy định của chính phủ và thành phố. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng các dự án mang tính động lực và sớm hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng, tập trung công tác chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2021, tăng cường triển khai các giải pháp liên quan đến phát triển chuyển đổi số gắn với các ứng dụng chính quyền điện tử thành phố thông minh.